Lối sống tối giản đã dạy cho mình biết đủ trong cuộc sống, đặc biệt là không bị phụ thuộc vào vật chất. Đương nhiên là việc mua ít lại, lọc bớt và mua những thứ thực sự cần thiết trong cuộc sống đã đưa lại cho mình một cái cuộc sống nó nhẹ nhàng và thoải mái hơn rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn có thể thỏa mãn sở thích của mình bằng vật chất ngay lập tức trước mắt. Tuy nhiên theo thời gian dài, những thứ chúng ta cần mới ở lại. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với mọi người 10 thứ mà mình không còn mua nữa. Đầu tiên là đồ trang sức. Các bạn cũng biết trang sức là một cái điều gì đấy rất là quan trọng của một người con gái đúng không? Tuy nhiên thì bản thân mình đã không còn mua trang sức từ rất là lâu rồi. Đương nhiên là nếu như các bạn yêu thích thời trang, thích chọn quần áo theo đúng những cái phụ kiện các bạn đeo trên người cũng không sao hết. Đấy là sở thích của mỗi người mà. Bản thân mình cũng đã từng sưu tập rất là nhiều những đồ trang sức, nào là vòng tay, vòng cổ, đặc biệt là khuyên tai, mình sưu tập rất là nhiều. Tuy nhiên theo thời gian, việc sử dụng trang sức với mình nó không còn là ưu tiên nữa. Với mình thực ra thì cái việc mà đeo trang sức nó không có gì sai cả, chỉ là vấn đề là bản thân mình lựa chọn một cái sự giản đơn hơn. Mình sẽ không cần phải đau đầu mỗi ngày đi ra đường mình sẽ đeo trang sức gì. Những cái sản phẩm hay là những cái phụ kiện mình sử dụng thì gần như là đều được tặng. Và mình cũng không sử dụng quá là thường xuyên, chỉ vào những dịp nào thực sự đặc biệt thôi. Mà một cái lý do nữa đấy là mình đeo những cái đồ sản phẩm, đặc biệt là đồ sản phẩm kim loại ấy, thì mình thường bị dị ứng và nổi rất là nhiều mụn. Mà đồ nhựa thì trông nó không có vẻ được sang lắm. Thỉnh thoảng thì mình vẫn đeo những cái vòng tay mà thầy mình tặng. Đó là có thể là những đồ gỗ hay là đồ bằng đá. Thì đấy là những đồ nó mang tính chất kỷ niệm nhiều hơn là trang sức, nên là mình vẫn đeo những cái đồ đấy. Nếu như mình nói đến điều này chắc là các bạn gái sẽ phát rồ lên, nhưng mà mình không còn mua hầu hết những đồ trang điểm nữa. Đặc biệt là tất tần tật các loại cọ. Mình ở thời điểm hiện tại, như các bạn có thể thấy trong một số những video về Get Ready With Me chẳng hạn, thì gần như mình đều chỉ sử dụng một số những sản phẩm cơ bản nhất thôi. Mình đã từng có một khoảng thời gian rất nghiện make up, chắc vào khoảng năm 2, năm 3 đại học, khi mà mình bắt đầu kiếm được tiền từ công việc làm thêm của mình. Cũng mê lắm chứ, con gái mà, chúng ta đều mong muốn làm đẹp đúng không? Thì thời gian đấy mình cũng mua rất là nhiều cọ trang điểm này, phần má, phần mắt hay là những tất cả những cái sản phẩm make up thì mình đều có. Tuy nhiên theo thời gian thì mình cảm giác là việc mà mình sử dụng quá nhiều sản phẩm make up lên mặt không khiến mình cảm thấy thoải mái hay tự tin hơn, mà nó lại còn mất rất nhiều thời gian để mình có thể trang điểm. Mình vẫn sử dụng những sản phẩm make up chứ không phải là mình hoàn toàn không dùng, nhưng mà đương nhiên ở thời điểm hiện tại thì mình tập trung vào những sản phẩm skincare nhiều hơn. Đối với mình thì để có một màn make up đẹp, trước hết chúng ta phải có một làn da khỏe mạnh. Và một điều còn quan trọng hơn nữa, một người phụ nữ đẹp không chỉ đơn thuần đến từ make up, mà cô ấy đẹp khi cô ấy thực sự hạnh phúc. Mình tập trung vào bản thân mình bên trong nhiều hơn những gì ở bên ngoài. Các bạn hãy nhớ là kể cả chúng ta có bao nhiêu sản phẩm make up đi chăng nữa, mà chúng ta không tự tin thì chúng ta không bao giờ đẹp thực sự từ bên trong. Sản phẩm make up nào đã lâu rồi bạn không còn mua? Hãy comment ngay phía bên dưới để mình có bạn đồng hành nhé. Mùa hè là mùa của du lịch và vì vậy chúng ta sẽ rất là đau đầu về việc sẽ mua quà gì mang về đúng không? Bản thân mình của những năm về trước thì rất thích mua những đồ lưu niệm, mua để trang trí hay là mua những sản phẩm mà nó chỉ mang tính chất lưu niệm là chính, nó mang cái dấu ấn của nơi đấy. Tuy nhiên nó không có nhiều cái giá trị sử dụng cho người nhận. Thay vì vậy thì bây giờ mỗi khi mình đi du lịch thì mình sẽ mua những thứ mình nghĩ là nó sẽ có giá trị sử dụng cho người nhận. Ví dụ như là một số những món ăn ngon, những đồ ăn ngon này. Như kiểu mỗi lần đi Thái về là kiểu gì cũng sẽ mang snack về. Một số những sản phẩm nó liên quan đến sức khỏe này, để mình có thể tặng ông bà, bố mẹ này, đúng không? Mình nghĩ là nó sẽ thực tế hơn rất là nhiều ấy. Mình mua những sản phẩm mà nó thực sự cần thiết cho người sử dụng, có một cái dấu ấn gì đấy gọi là kỷ niệm từ nơi mình đi về, và nó lại đem đến cái niềm vui và niềm hạnh phúc cho người nhận nữa. Thì đương nhiên điều đấy là điều cần thiết. Việc mua những sản phẩm lưu niệm đôi khi đắt tiền mà chúng ta không hoàn toàn sử dụng được thì mình cảm thấy nó rất là phí phạm. Tiếp theo là về quần áo. Mình biết là các cô gái thì rất là yêu thích quần áo đúng không? Không chỉ những cô gái mà còn những chàng trai nữa. Nhiều người bảo là quần áo sẽ tạo nên phong cách của chính bạn, nhưng mà các bạn hãy nhớ một câu: thời trang thì có thể mua, nhưng mà phong cách thì là một thứ có sẵn. Không hẳn là các bạn phải đắp lên mình thật là nhiều những bộ cánh kinh khủng khiếp thì mới gọi là thời trang. Nói về việc tối giản mua sắm quần áo thì bây giờ mình không còn điên cuồng vì những đợt sale bão trên thị trường hiện nay. Đương nhiên sale thì có thể là một cái cơ hội để chúng ta có thể mua sản phẩm mà chúng ta đã thích trước đấy. Chúng ta đã nhắm nó rồi và bây giờ nó sale thì đấy là một cái điều tuyệt vời. Tuy nhiên nếu như bạn không có một cái nhu cầu nào mua sắm mà bỗng nhưng các bạn lại nảy lên một cái nhu cầu mua sắm chỉ vì nó đang sale, thì mình nghĩ điều đấy không thực sự
cần thiết lắm. Bản thân mình cách đây từ 3-4 năm trước đây rồi, mình đã áp dụng cho mình cái việc mặc những sản phẩm tối giản. Và mình cũng có rất rất là nhiều sản phẩm 4-5 năm đến bây giờ mình vẫn sử dụng. Mình mua những sản phẩm rất là basic như là áo phông một màu, và cho đến bây giờ mình vẫn cảm thấy đấy là những điều đúng đắn. Các bạn vẫn hãy xem quần áo là một cái sự đầu tư, tuy nhiên hãy lựa chọn đúng những sản phẩm cần thiết và có thể sử dụng lâu dài, thay vì mua những sản phẩm mà nó đang được khuyến mãi hay là bạn chỉ thích nó trong phút chốc mà thôi. Chúng ta không cần quá nhiều quần áo để tạo nên một cái phong cách cho riêng mình. Chúng ta chỉ cần mua những thứ thực sự phù hợp với bản thân mình. Điều quan trọng nhất đấy là các bạn cảm thấy thoải mái khi các bạn mặc những bộ đồ như vậy. Sản phẩm tiếp theo là ví tiền. Mình không còn mua những chiếc ví tiền dài và to như thế này nữa. Khoảng mấy năm trước thì chúng ta đều thích những cái ví tiền to và dài như thế này để có thể đựng tiền cho nó phẳng đúng không? Không bị nhăn nhúm và đựng được thật nhiều thứ ở trong đấy. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mình không còn mua những cái ví tiền to như vậy nữa. Nó vừa chiếm rất là nhiều diện tích trong cái túi của mình mà lại thực sự mình không cần đựng nhiều đến như vậy. Bây giờ thì công nghệ đã rất là phát triển rồi. Gần như mọi thứ chúng ta đều có thể thanh toán qua thẻ được, thậm chí có thể gọi đồ ăn mua về từ những cái cửa hàng vỉa hè. Nó rất là đơn giản và rất là thuận tiện luôn. Nên là bây giờ mình chỉ sử dụng một cái như kiểu một cái card holder, mình đựng gần như là tất cả những cái loại thẻ trong đấy, và tiền mặt cũng có nhưng mà rất ít thôi, để phòng những trường hợp đặc biệt mà mình cần thiết. Còn gần như những cái chi tiêu bình thường thì mình đều sử dụng các loại thẻ, và mình hoàn toàn không coi ví là một cái đồ gọi là phụ kiện của con gái nữa, mà nó sẽ là một thứ để mình đơn giản là mình đựng những cái phương tiện để mình chi tiêu thôi, vậy thôi. Con gái thì rất thích là làm nail, và mình rất là ủng hộ việc chăm sóc bàn tay của chúng ta. Trước đây thì mình rất hay mua những cái sản phẩm nail về và tự thơm cho bản thân mình. Vì vậy nên mình chất đống rất 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 nhiều những cái chai lọ nail, đủ tất cả các thể loại màu, từ lì, bóng đến lấp lánh, mình có hết. Mình còn học một số những cái kiểu làm nail của nước ngoài như là dán băng dính lên này. Tuy nhiên bây giờ thay vì sưu tập nail và tự sơn ở nhà thì mình lựa chọn ra những cái tiệm nail ở bên ngoài, những tiệm nail quen thuộc để mình có thể làm nail. Chúng ta sưu tầm rất 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 nhiều lọ nail, mà các bạn cũng biết là nail thì rất là hay khô. Nếu như chúng ta không sử dụng trong một thời gian dài thì coi như là vứt đi, rất là phí. Bây giờ kể cả có những cái màu rất là đẹp nhưng mình không còn mua nữa. Ở tiệm nail sẽ có những người đầy đủ chuyên môn, người ta sẽ có những cái kỹ năng kỹ thuật để có thể khiến cho bàn tay của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều, thay vì chúng ta tự làm, tự mày mò làm, nhưng mà cuối cùng lại kiểu nó cứ linh ta linh tinh ý. Nhiều khi mình làm xong rồi nó cứ loang loang lổ lổ thế nào ấy. Vậy nên bye bye tất cả các lọ đeo. Thay vì lựa chọn những sản phẩm công nghệ rẻ tiền thì mình chấp nhận cái giá cao hơn và lựa chọn những sản phẩm công nghệ đắt tiền nhưng mà nó thực sự chất lượng. Có thể một số các bạn lại nói là có tiền thì làm gì cũng được. Tuy nhiên thì không, mình hoàn toàn có thể không có tiền nhưng mà mình sẽ tích cóp, tiết kiệm làm sao để mình có thể mua được một cái sản phẩm mà mình có thể sử dụng được lâu dài. Bây giờ thì sản phẩm có rất là nhiều, những sản phẩm công nghệ thì thực sự là tràn lan trên thị trường, các bạn có thể thấy. Nhưng mà thực sự nếu như mà để mua một cái sản phẩm rẻ tiền mà chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thì mình sẽ không cho đấy là một cái sự đầu tư đúng đắn. Bản thân mình ở ngay cái thời điểm mà mình mua những sản phẩm công nghệ như là điện thoại này, laptop này, hay chính cái máy ảnh mình đang sử dụng, thì mình đều lựa chọn những cái sản phẩm được recommend nhiều nhất và nó cho là tốt nhất với cái nhu cầu hiện tại của bản thân mình. Kể cả nó có đắt hơn một chút thì mình cũng sẽ cố gắng để tiết kiệm làm sao mình có thể mua được nó. Tại vì mình biết đấy nó không phải là chi tiêu, mà đấy chính là một cái sự đầu tư dài hạn. Yeah, vậy nên một con người yêu công nghệ như mình sẽ không tiếp tục mua những sản phẩm công nghệ chất lượng thấp. Việc mua những sản phẩm chất lượng cao nó cũng là một cái sự trân trọng đến với những người phát minh ra nó nữa. Bây giờ thì mạng xã hội còn nhanh hơn cả báo chí. Đương nhiên bản thân mình cũng biết những cái giá trị của tờ báo giấy. Tờ báo giấy sẽ đưa lại những cái thông tin nó vững chắc hơn và cũng như là có những bài phân tích nó sâu hơn nữa. Tuy nhiên thì ở thời điểm hiện tại mình cũng không còn sưu tập hay là mua những cái tạp chí nhiều như ngày trước nữa. Cách đây khoảng 5-6 năm về trước đi, khi mình còn học cấp 3 ấy, thì tuần nào mình cũng sẽ ra sạp báo và mua một cuốn Hoa Học Trò. Và cho đến bây giờ khi mình về nhà thì vẫn còn những cái tờ báo Hoa Học Trò cũ đấy. Nhưng mà bây giờ thì thực sự là mình cũng không còn mua những cái sản phẩm tạp chí nữa. Thay vào đấy thì mình mua sách. Nhưng mà đương nhiên là không phải cuốn sách nào mình cũng sẽ mua. Nếu như chúng ta mua sách về để đấy mà không đọc, điều đấy cũng sẽ rất là lãng phí. Mình lựa chọn những cuốn sách đã được recommend tốt, và đặc biệt là mình đã đọc qua rồi, nên là mình lựa chọn những cuốn sách mà mình thực sự chắc chắn là mình sẽ đọc nó. Trước đây thì chúng ta sẽ rất là hay in những cái bức hình ra. Bố mẹ chúng ta bây giờ vẫn còn những cái album ảnh kỷ niệm để có thể lưu giữ những cái bức ảnh ngày xưa, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì thực sự mình không còn mua những cái album ảnh nữa. Cách đây khoảng 4 năm ấy thì mình vẫn có mua và mình có in ảnh.
và lưu giữ một số những cái bức hình, như là hình ảnh của mình với cả bạn trai này, hay là hình với cả gia đình, rất là nhiều những hình ảnh mà mình muốn in ra và để vào một cái album như vậy. Tuy nhiên thì trong có một đợt chuyển nhà, mình đã làm mất nó. Thời gian đầu thì mình rất là buồn, tại vì là mình đã đánh mất một cái thứ rất là có giá trị với bản thân mình. Tuy nhiên thì theo thời gian mình cảm thấy là những cái thứ, những cái kỷ niệm đẹp nhất nó vẫn ở trong trái tim mình. Nó không đi đâu cả. Tất cả nó chỉ là những cái bức hình thôi. Và thực sự thì nó không quá là quan trọng đến như vậy. Như có một câu status rất là điển hình mà mình đã từng post lên đấy là: đừng mang theo máy ảnh đi Đà Lạt, tại vì là những thứ đẹp nhất được chụp bằng con tim. Không biết là bây giờ có bạn nào vẫn đang sử dụng đồng hồ báo thức để thức dậy mỗi sáng không? Mình thì không, mà bây giờ mình cũng không còn mua đồng hồ báo thức nữa. Thực sự bây giờ thì điện thoại đã giúp chúng ta rất là nhiều, và cả trong cái việc báo thức. Mình cũng đã từng chia sẻ mọi người những cái ứng dụng mà mình sử dụng nhiều nhất trên điện thoại, và trong đấy có ứng dụng báo thức. Thực ra nếu như bản thân chúng ta có một cái quy trình đi ngủ và thức dậy thì chúng ta cũng không cần đến đồng hồ báo thức nữa. Bản thân mình từ lâu cũng không còn sử dụng báo thức, tại vì cứ mỗi sáng đúng cái giờ đấy mình sẽ thức dậy. Thỉnh thoảng thì mình cũng đặt đồng hồ báo thức cho những ngày mà thực sự quan trọng, ví dụ như là sáng hôm đấy mình có một cuộc họp, hay là cần có một cái trả lời một cái email quan trọng nào đấy mà mình sợ rằng mình sẽ ngủ quên. Tuy nhiên thì sau đấy mình cũng vẫn dậy trước đồng hồ. Và vừa rồi là 10 thứ mà mình không còn mua nữa. Lối sống tối giản đã thay đổi cuộc sống của mình rất là nhiều. Mình đã trở nên thoải mái, vui vẻ và không phụ thuộc quá nhiều về những cái thứ xung quanh cuộc sống của mình. Có thể video này sẽ không nhận được nhiều sự ủng hộ của các cô gái, tại vì chúng ta luôn là những người thích shopping, thích mua sắm đúng không? Tuy nhiên thì qua video này mình cũng hy vọng là các bạn có thể nhìn nhận được một góc nhìn khác về việc mua sắm và lựa chọn những sản phẩm như thế nào cho nó phù hợp nhất với cuộc sống của mình. Và mình hy vọng là các bạn cũng có những cách để có thể khiến cuộc sống trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Mọi người muốn mình làm nhiều hơn những video về lối sống tối giản thì hãy để lại comment ngay phía bên dưới. Nếu như mọi người chưa subscribe channel của mình thì nhấn nút đỏ và nút chuông để mỗi khi có thông báo chúng ta lại gặp lại nhau. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau.